Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp giá rẻ nằm ngay trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 nha. Căn nhà này nằm sát với quốc lộ 1A và sát bên với quận Gò Vấp nha mọi người. Cách quận Gò Vấp khoảng tầm 500m thôi. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, sâu 16m, giá chào bán khá là rẻ nha. Chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng với những anh chị nào thiện chí nha mọi người. Và đây là con đường ngay trước căn nhà mình. Con đường có độ rộng lên tới khoảng tầm 7m, đường hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha mọi người. Và cách trục đường chính Tô Ngọc Vân khoảng tầm 7-80m thôi. Con hẻm một xẹt hẻm thông, kinh doanh buôn bán được. Kinh doanh buôn bán là văn phòng công ty, văn phòng mỹ phẩm thì rất tuyệt nha. Con đường thông tứ phía luôn nha mọi người, xe hơi đậu trước nhà. Đường tới 7m thông nha. Con đường thông vòng bàn cờ và thông thẳng. Phía trong này đang có rất nhiều nhà. Khu nhà mình đồng bộ phải tầm 100 căn. Rất nhiều nhà nha mọi người, đường xe hơi thoải mái. Đây. Căn nhà mình thì nằm ở phía ngoài này. Di chuyển vào phía trong đây, chúng ta sẽ có một khoảng sân dài khoảng tầm 3m, thoải mái chúng ta đậu xe máy nha mọi người. Đây, khoảng sân khá rộng. Và phía bên ngoài này thì chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt và một bộ cửa cuốn. Căn nhà này có 3 lớp cửa luôn, rất là kiên cố và an toàn nha. Trên được lợp mái Thái luôn rồi. Đã đầy đủ như là nội thất, như là sofa và giường, tủ đã được lợp mái, phòng sân thượng, phòng thờ, phòng giặt. Khu vực trong đây chúng ta sẽ có một bộ cửa nhựa lòi thép nha. Ngang 4m2, sâu 16m. Nhà này công nhận đủ diện tích và giá tiền chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng thôi. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ hẻm thông này thì hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Đây là một căn nhà rất đáng để chúng ta mua để ở với văn phòng công ty hoặc là mua để cho thuê buôn bán lại. Đây là khu vực phòng khách, có thể đậu xe hơi trong đây được. Sàn gạch 80. Và chủ nhà có tặng lại bộ sofa kèm với kệ tivi ở đây. Nhà rất đẹp nha anh chị. Trần bố trí thạch cao, đèn led và đèn rọi. Tường được dán giấy và ốp nhựa PVC nha. Chỉ với giá tiền 4 tỷ 300 triệu đồng, chúng ta có ngay một căn nhà 4m2, sâu 16m, lại có một con đường hẻm thông tới 7m, đường hẻm một xẹt. Khu nằm trong khu dân cư đông đúc, đồng bộ, khoảng tầm 100 căn. Đối diện đây sẽ được chủ nhà trang trí ốp nhựa giả gỗ, nhựa đỏ này. Cầu thang nhà này thì thiết kế ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực. Cầu thang quay theo hình chữ V, đóng rích rắc. Căn nhà này với thiết kế một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet. Và giá tiền 4 tỷ 3 nha. Hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Khu vực phòng bếp đây chúng ta được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m rưỡi. Và có với bộ tủ bếp là tủ nhựa An Cường. Trên thì cũng có thạch cao đèn chiếu sáng. Tủ bếp rộng và ốp đá hoa cương ở phía dưới, tường cũng được dán kính nhá. Đây là ngăn để tủ lạnh. Với một căn nhà đẹp, giá rẻ, cần bán gấp như căn nhà này, chúng ta hãy nhanh tay gọi về tới nhà đất Bá Hưng để được sở hữu nhá. Sân trời khá rộng này, khoảng tầm 4m2, thấu lên sân thượng. Toilet được đưa về phía sau đúng với phong thủy nhá. Bồn cầu và bồn rửa tay đầy đủ, gạch ốp cao hết tường. Một cái giá rất rẻ, có ngay một căn nhà hẻm thông, lại có thể kinh doanh buôn bán, cho thuê khoảng tầm được 15 triệu đồng. Thì đây là một căn nhà rất là đáng để chúng ta đầu tư cho thuê, hoặc là mua để dành, chờ giá lên thì bán nha. Khu vực phòng tiếp khách này. Phòng tiếp khách rất sang trọng, rất đẹp nha mọi người. Trang trí cực kỳ đẹp mắt luôn. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khúc phía trên. Quý anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông của nhà đất Bá Hưng nha.
Cửa nhà này toàn bộ là cửa gỗ căm xe, sàn gạch 80 màu trắng, trên phòng ngủ vẫn ốp gạch 80 nha. Tường được sơn nước và trang trí giường, tủ, kệ tivi, gỗ ăn cường. Giường 1m8 nha mọi người. Phòng ngủ khá rộng, phía ngoài có ban công và có rèm cửa. Chỉ có lắp máy lạnh. Bốn tỷ ba thôi, và chúng ta mua nếu mà không đủ tiền thì vay ngân hàng có thể vay được khoảng tầm 3 tỷ. Chỉ cần 1 tỷ ba là chúng ta sở hữu được căn nhà đẹp như vậy rồi. Toilet này, sang phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 của căn nhà này thì vẫn giống như với phòng ngủ số 1, vẫn có giường, tủ, kệ tivi đầy đủ này, đi sàn đỡ máy lạnh, có cửa sổ ra phía dưới trời, đã được chủ nhà lắp đặt rèm cửa hết rồi. Nhà này chỉ thiếu máy lạnh và một số đồ dùng điện thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì chúng ta hãy nhanh tay gọi về hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mobi là 0933 830 756 và số Viettel là 0355 654877 nha. Di chuyển lên trên lầu 2 thì cũng có hai phòng ngủ nữa là 4 nha. Cầu thang khá dễ đi. Nhà này hướng chính là hướng đông nam. Trên này cũng có giường này. Phòng ngủ rất rộng lớn nha anh chị. Không có tủ, có giường thôi. Phòng phía sau thì trống. Nhà này được tặng 3 cái giường. Và di chuyển lên khúc phía trên sân thượng, phòng thờ, phòng giặt nha. Quý anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông của nhà đất Bác Hưng. Đây là phòng thờ. Và phía ngoài đây là khu vực sân thượng. Cửa sắt đã khóa rồi. Phía sau là khu vực giặt và sân phơi đồ. Giặt đồ ở đây nha. Sân thượng sau này chúng ta thoải mái phơi đồ. Đây đã làm mái tôn và khung sắt bảo vệ rồi. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.